Cùng mình đi mua đồ có hình gấu nâu ở Muji nha. Chuẩn bị đến kỳ thi giữa kỳ rồi, không thể thiếu thước kẻ được. Lấy ngay một bộ hình gấu nâu nha. Giao rọc giấy nhỏ gọn tiện lợi, ngại gì mà không chốt luôn cả hai màu. Hai con gấu này ôm nhau trông ghét ghê, còn có nam châm hít vào nhau nữa chứ. Phải mua về tặng cho bạn thân một bé mới được. Đeo thẻ mà còn đi kèm cả dây thì ngại gì không lấy một chiếc nhỉ. Quá trời sổ vỡ đẹp luôn, cùng mình săn lùng một bạn gấu nâu trong đống sổ vỡ này nào. Đã thực hiện thử thách mua đồ gấu nâu rồi thì làm sao mà thiếu gấu bông được đúng không nè. Tặng thêm một chiếc quạt cầm tay để thổi bay cơn nóng mùa hè nha. Cùng nhau tăng động lực uống nước đầy đủ mỗi ngày bằng việc mua một chiếc bình nước thật là xinh xắn như thế này. Vậy là xong rồi, cùng mình đi tính tiền thôi.